Nhóm thanh niên xăm trổ, hùng hổ leo rào vào nhà dân, tưởng sắp có biến lớn nhưng cái kết khiến cộng đồng mạng không ngờ. Mới đây, một tài khoản TikTok đã đăng tải video khiến dân tình xôn xao. Trong video có khoảng 5-7 thanh niên xăm trổ đầy mình, có người còn cởi hết áo, chạy đến một ngôi nhà có hàng rào khá kiên cố như đang nói gì đó. Cứ tưởng sắp có biến lớn nên ai cũng hồi hộp, mong đợi, thì nhóm người này quay đầu bỏ chạy. Sau đó đến trước cửa một ngôi nhà nhỏ hơn, treo rào vào bên trong. Nhìn kỹ hơn thì có thể thấy, hóa ra ngôi nhà này đang có một đám cháy. Thấy gọi lớn mà hàng xóm không có động tĩnh, nhóm thanh niên này đành phải manh động, treo rào vào hỗ trợ dập lửa khiến cộng đồng mạng vô cùng bất ngờ. Hóa ra xăm trổ nhìn hổ báo thật đấy, nhưng mà cần là có mặt, thấy hàng xóm gặp nạn là hò hét nhau đi giúp đỡ. Bên dưới phần bình luận, cộng đồng mạng hài hước để lại những comment như sau. Tôi xem mà tôi tưởng đang bao vây thằng ăn trộm. Tao tưởng thằng ăn trộm xấu số nào bị bao vây, ai ngờ cả top top đều bị gạt. Ông kia cởi áo tưởng đi phụ quánh lộn không đó, hóa ra là làm việc tốt. Đúng là tình làng nghĩa xóm, nhìn giao diện hổ báo vậy mà cái kết dễ thương ghê. Mấy anh giỏi quá nhưng mà phần đầu nhìn có hơi hoảng thiệt nha. Chủ video cũng chia sẻ thêm, phi vụ giải cứu nhà hàng xóm đã thành công tốt đẹp. Tuy nhiên vì sau đó anh cũng phải tham gia vào công tác cứu hộ nên đã không thể quay lại được đoạn kết. Bạn nghĩ sao về hành động của những thanh niên này? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới cho chúng mình biết với nha. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên like, share, nhấn đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.